Thì đây cũng là một cái trường hợp mà để anh em chúng ta chạy máy. Đó. Với một cái chiếc máy này sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều công dụng. Và để người dùng nắm bắt về cái thông số kỹ thuật của cái dòng máy này thì bên thân máy được in cái thông số. Máy có mã là MT362, sử dụng nguồn điện 220V, có công suất là 1650W, tốc độ của trục quay là 22.000 vòng trên phút. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết của cái dòng máy này. Đấy, như anh em ta thấy thì hai bên máy có thiết kế hai cái tay cầm. Thì với hai tay cầm này được làm từ chất liệu nhựa và được bọc một lớp cao su chống trơn trượt, giúp anh em chúng ta cầm máy cảm thấy rất là thoải mái. Và cái cân nặng của cái dòng máy này thì chỉ có tầm khoảng 5,5 kg, đấy, giúp anh em chúng ta khi mà cầm máy rất là nhẹ nhàng, cũng không là di chuyển rất là dễ. Và tiếp theo ở với dòng máy này thì hãng sản xuất đã trang bị cho cái dòng máy này tầm khoảng 2 mét dây điện và có ổ cắm nguồn điện 1 pha. Và tiếp theo khi chúng ta nhìn thấy đây ở bên hông máy thì đây là cái công tắc, khi ta gạt lên thì là bật máy và gạt xuống thì tắt máy. Thì ở bên phía này chúng ta sẽ có một cái lá chắn bảo vệ. Và phía trên này thì như chúng ta thấy thì đây là cái điều chỉnh cái độ cao của cái mặt bàn máy quay. Đấy, ngoài ra thì để cố định cái độ nông sâu của cái dọc mặt bàn máy quay thì chúng ta dưới này có cái chốt, ta có thể gạt xuống để cố định lại cái mặt bàn. Và bên hông này chúng ta nhìn thấy đây có một cái chốt nữa cũng hạn cái chiều độ nông sâu của cái mặt bàn máy quay, rất là phù hợp cho anh em chúng ta sử dụng để chúng ta đục. Đấy. Khi chúng ta nhấn xuống thì đến cái chiều sâu cố định của cái chốt này thì nó sẽ nằm tại vị trí. Và để điều chỉnh cái độ cao thì ở trên này chúng ta có 3 cái con ốc để chúng ta điều chỉnh cái độ cao này. Và cái này chúng ta nhìn thấy thì đây là cái lá chắn chống bụi, này, chống bắn. Và tiếp theo ở phía bên này chúng ta nhìn thấy có hai con ốc ở đây. Thì với hai con ốc này chúng ta để hãm cái cữ này lại. Và ở bên này chúng ta nhìn thấy thì đây là cái chốt để chúng ta thay cái dao phay. Rồi và để xem máy mang lại cho chúng ta những cái công dụng như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế cái dòng sản phẩm này. Sau đây tôi sẽ nêu hết tất cả các cái công dụng của cái dòng máy này. Thì đối với dòng máy này là dòng máy cốt 12-7 thì chúng ta sẽ lắp cái mũi soi có cốt 12-7. Và ngoài ra để thích ứng với tất cả các dòng mũi thì khi mà bạn mua máy sẽ có được cái hai cái dòng cốt, đó là dòng cốt 6,35 và cái dòng cốt là 10. Đấy. Thì đối với dòng cốt 6,35 đây, như trên tay tôi có một cái dòng cốt như thế, chúng ta có thể thu vào cốt vào để chúng ta lắp vào cái dòng máy 12-7 này. Thì tương tự như thế, cái dòng 10 này cũng thế, khi chúng ta có cốt 10 thì chúng ta sẽ lắp cái loại 10 này vào để thu cốt vào 10mm thành 12-7. Và sau đây chúng ta sẽ chạy test một vài cái mẫu để chúng ta để anh em chúng ta dễ hình dung. Thì chúng ta lắp máy thì trên này có cái chốt đây. Đó. Sẽ bấm nó vào. Đó. Và xoáy máy. Xoáy cái con ốc này cố định vào chặt. Đây có cái cờ lê này, cờ lê 24. Bỏ mũi ở trong ta sẽ bấm cái nút bên trên này để cố định cái trục của cái máy motor lại. Xoáy chặt nó vào. Rồi ok. Sau đó thì tôi sẽ áp dụng cái cữ thẳng này. Thì để áp dụng được cái cữ thẳng này chúng ta sẽ làm trên các cái bề mặt phẳng như thế này. Đấy. Nắp cữ vào trong cái hai cái con ốc ở đây. Đấy. Và sau đó cố định lại hai con ốc ở đây. Trên và dưới.
đặt lên cái tấm phôi của chúng ta để chúng ta điều chỉnh cái độ của ăn của cái chiếc mũi này. Thì trên đây chúng ta sẽ vặn ở cái con này đây, con này đây, sau đó điều chỉnh ra vào rất là dễ dàng. Ok, nó ta ăn cái độ sâu của nó thì vặn chắc cái này nè, độ sâu của nó. Ta xoáy con ốc như này nha. Bấm cái nút này, sau đó chúng ta sẽ cho nó thịt xuống để cho cái tránh cái trường hợp mà nó đi ăn xuống. Như thế là ok rồi, chúng ta sẽ cùng nó chạy. Đây là cái trường hợp chúng ta chạy cứ thẳng thì chúng ta sẽ chạy trên được cái bề mặt phẳng như thế này, bình thường nhờ vào cái cữ như thế này. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chạy trên một cái đường cong bằng một con cữ như này nữa. Thì trên máy có kèm theo một cái cữ như thế này để chúng ta chạy cái đường cong như thế này, và sau đây chúng ta thay để chạy trên cái đường như thế này nhé. Thì để chạy được cái đường cong như thế này, chúng ta sẽ phải tháo cái chiếc cữ này ra, thay thế bằng cái chiếc cữ như thế này. Trên này có cái cữ, đi theo máy thì có cữ cong này, để có bi để chúng ta tì và chúng ta chạy. Như vậy là ok rồi. Chúng ta chạy thử xem nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thể chạy với các cái mũi, dòng mũi mà chúng ta để sử dụng để đục hoặc là chúng ta sử dụng để lấy hạt chúng ta nhấn xuống. Thì sau đây chúng ta cùng lại trải nghiệm qua một cái dòng công dụng khác của cái chiếc máy này. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà để anh em chúng ta chạy máy đó. Với một cái chiếc máy này sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều công dụng, cũng rất là nhiều cái chiếc cữ để phù hợp cho anh em chúng ta làm việc. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đặt hàng tại hệ thống phân phối Vitachi để hưởng cái mức giá ưu đãi cũng như chế độ bảo hành tốt nhất đến tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.